Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là NTD Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn Chun Chay, bạn Huỳnh Minh Hoài, bạn NBD cùng với bạn Đạt Nguyễn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Ryoma ở trong mùa giải S2 2024 này nhé. Một vị tướng đấu sĩ sát thủ cũng rất là mạnh ở trong Liên Quân, với khả năng cấu rỉa, khả năng sốc sát thương cùng với khả năng hồi phục rất là tốt đến từ bộ kỹ năng. Với vị tướng Ryoma thì mình thấy là chúng ta sẽ có khá là nhiều lối chơi. Lối chơi thứ nhất thì sẽ là đi top, là chủ đạo, và lối chơi thứ hai thì sẽ là đi rừng. Còn nếu anh em nào mà phá cách hơn thì chúng ta cũng có thể cân nhắc với lối chơi Ryoma đi support. Với lối chơi Ryoma đi support thì thật ra là ngày xưa thôi anh em, chứ còn bây giờ thì mình thấy là cái số lượng người chơi Ryoma đi support cũng giảm dần. Và hôm nay thì mình cũng sẽ mang đến cho anh em cái lối chơi đó chính là Ryoma đi rừng. Một lối chơi mà có thể tận dụng tối đa được cái nguồn sức mạnh của vị tướng Ryoma, bởi vì đây là một cái chất tướng mà đánh sớm vào giai đoạn đầu trận. Khi sử dụng đi rừng thì chúng ta cũng có thể tạo ra được những cái thế trận lăn cầu tuyết rất là tốt đến từ vị tướng Ryoma. Và trong phần rừng của team mình thì đang có những cái nhịp phá đến từ vị tướng Maloch và vị tướng Tulen. Tầm này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đánh trong thế thủ thôi, và mình có chừng trị, thành ra là không lo bị cướp bùa lắm đến từ những cái người chơi còn lại từ team bạn, và có cả vị tướng Nakroth sang cướp. Tầm này thì cũng sẽ hơi khoai nha, tại vì chưa chu cuối anh em. Nó thành ra là chúng ta sẽ rỉa thôi và sau đó lại quay trở lại farm. Trong trận đấu này thì cũng có một cái điểm rất là tích cực khi chúng ta đối đầu với một đội hình mà gần như là team bạn sẽ đa phần là máu mỏng. Vị tướng Maloch thì thực chất là một cái vị tướng tanh, nhưng mà thường thường mình thấy dạo này chơi game anh em hay lên full dam cho Maloch. Có nghĩa là lên một đao chưa ổn, xong lại một nanh ferrit, rồi sau đó lại một cái huân chương choi. Gần như là cái lượng máu của Maloch cũng rất là mỏng. Thế nên là đánh Ryoma trong trận đấu này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ lên thẳng luôn cái món đồ đó chính là thương xuyên phá. Còn nếu anh em nào mà đi đường, nó mà gặp trận nào mà trâu quá thì chúng ta cũng có thể lên kiếm Muramasa nha, hoặc là Thương Long cũng được. Và đặc biệt nếu anh em đi đường thì mình nghĩ là ưu tiên Thương Long hơn. Nó sẽ cung cấp một lượng hồi chiêu rất là tốt cho vị tướng Ryoma, bởi vì đây là một cái vị tướng mà phụ thuộc khá là nhiều vào hồi chiêu để chúng ta có thể spam chiêu được. Và cánh trái đang bị cấu rỉa khá là tốn từ vị tướng Tulen. Thấp máu thì chúng ta lại đánh thế thủ thôi, và có vị tướng Nakroth lao lên tiên phong nhưng ngay lập tức bay màu dưới cái phát chiêu nhất kích tất sát của vị tướng Ryoma, đúng như cái tên. Một chiêu một mạng. Và với cái việc ăn được người chơi đi rừng thì mình nghĩ là cái con rồng ánh sáng ở giai đoạn đầu trận này cũng sẽ được kiểm soát dễ dàng hơn đến từ team của chúng ta. Đó, và quay trở lại với lối chơi của vị tướng Ryoma, đó làm sao để đánh được vị tướng Ryoma là hiệu quả nhất. Thì đầu tiên với cá nhân mình thì đây là một cái vị tướng đấu sĩ sát thủ, nhưng mà chúng ta đừng nên chơi vị tướng này theo cái phong cách của đấu sĩ sát thủ. Thường thường nếu anh em đánh những cái vị tướng đấu sĩ sát thủ, chúng ta hay có một cái lối chơi đó chính là lao vào băng cản. Nhưng đối với vị tướng Ryoma, cái lối chơi hợp lý nhất dành cho vị tướng này thì lại là một cái lối chơi nó thiên hướng giống những cái vị tướng pháp sư hoặc là xạ thủ. Đại loại là chúng ta phải chơi theo kiểu xạ chiến, hạn chế cận chiến, cấu rỉa từ xa và sau đó cấu rỉa dần dần. Tulen thì cũng đã bắt đầu xuất hiện trong phần bùa đỏ của team mình rồi, và khả năng cao là team bạn đang muốn hướng tới con Seiza, tại vì lúc chúng ta ăn rồng và team bạn sẽ đổi lại là Seiza. Không biết là cướp được không nhỉ? Khả năng cao là không đâu, tại vì chúng ta đang bị chịu một cái khí ức ám quang, có nghĩa là cái nội tại của con rồng sau khi chúng ta ăn nó bị giảm đam lên những cái mục tiêu tiếp theo, thành ra là để kết được nó cũng tương đối là khó. Trước tiên đến với cách combo và cách chơi của vị tướng Ryoma thì chúng ta sẽ nói qua một tí về bộ kỹ năng của vị tướng này nha, để cho anh em nào mà đang tập chơi về vị tướng Ryoma hay là chúng ta đang đối đầu với vị tướng này thì anh em cũng có thể hiểu rõ hơn về cái bộ thông tin chi tiết của vị tướng Ryoma. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại kiếm quyết của vị tướng Ryoma. Với nội tại kiếm quyết này thì anh em chỉ cần hiểu đơn giản là cứ khoảng 5 giây vị tướng Ryoma sẽ cùng vào đòn đánh thường. Đó, chém cái đòn quét gây sát thương lớn và đồng thời là sát thương tầm xa. Kẻ địch nào mà trúng phải cái nội tại này thì cũng sẽ bị làm chậm. Với chiêu thức này thì tí nữa mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo để giúp cho những cái lần chọc chiêu 2 nhất kích tất sát của anh em chúng nó lên tới khoảng 90%. Còn đến với chiêu 1 thần hành bách biến. Với chiêu thức này thì vị tướng Ryoma sẽ lướt ngược, giống như là cái chiêu 2 của vị tướng Nakroth nguồn cơn rắc rối. Chiêu thức này nếu anh em lướt trúng vào quái rừng, lướt vào địa hình hay là lướt vào tướng địch thì chúng ta sẽ được tái kích hoạt chiêu thức này lại một lần. Đó, mình thường thường nếu mà đánh Ryoma trong quá trình đi đảo ganh, mình hay tận dụng những cái bụi cỏ, chính xác là địa hình anh em nhé. Đó, mình lướt qua để có thể tận dụng được 2 lần lướt chiêu 1 và chúng ta tăng cái độ cơ động cho vị tướng Ryoma. Còn đến với chiêu 2 của vị tướng Ryoma có tên là nhất kích tất sát. Với chiêu thức này thì chúng ta sẽ tấn công gây sát thương. Rồi từ từ pha này chúng ta sẽ băng xương cái đã anh em. Nó xử lý vị tướng Jenna và vị tướng Tulen. Tầm này thì mình nghĩ là thoải mái ăn thôi. Nó outplay hoàn hảo. Đó, với chiêu 2 này chúng ta sẽ có 2 trạng thái. Thực chất là khi anh em chọc gần ấy thì chiêu thức này nó sẽ chỉ là gây sát thương thông thường, nhưng nếu anh em sử dụng cái chiêu thức này ở cái điểm cuối của rìa chiêu thì sẽ gây choáng tướng địch. Thế nên là khi chơi vị tướng Ryoma như ở đầu video mình đã nói rồi, ưu tiên là chúng ta sẽ tạo một khoảng cách an toàn so với đối phương mà chúng ta rỉa chiêu, thì cái độ hiệu quả mà Ryoma mang lại nó cũng sẽ là cao nhất. Còn đến với cái mẹo nhỏ để anh em có thể chọc được cái chiêu 2 nhất kích tất sát một cái cách hiệu quả nhất và trúng đến 90% thì anh em hãy lưu ý nha, là thường thường khi anh em chơi Liên Quân ấy đó, nếu anh em ấn chiêu luôn ấy thì thường thường máy nó hay có một cái tự động, có nghĩa là tự động chọn mục tiêu cho anh em, và chiêu cũng vậy đó, anh em ấn phát là nó ăn ngay chứ chúng ta nhiều khi nó không phải định hướng đâu. Tận dụng được cái điểm này thì anh em có thể kết hợp cái nội tại của vị tướng Ryoma với chiêu 2. Có nghĩa là khi anh em thì tướng địch thì chúng ta đừng ấn chiêu 2 luôn. Tại vì nhiều khi gặp những kẻ địch nó cơ động, nó lắt léo thì chưa chắc anh em ấn chiêu 2 luôn nó đã ăn. Trừ khi là kẻ địch nó thiếu cơ động, nó đứng im. Đó, mà để chuẩn nhất thì anh em hãy ấn đánh thường. Và sau khi đánh thường, Ryoma sẽ định vị được tướng địch ở đâu rồi, anh em ấn chiêu 2 ngay lập tức thì khả năng trúng nó sẽ rất là cao. Đó, mẹo này anh em nào mà mới chơi Ryoma thì mình nghĩ cũng nên áp dụng thử nha. Nó rất là hiệu quả. Jenna biến về pha, ủi nhanh thế nhỉ. Pha đấy mình lại tưởng Jenna mới biến về, nhưng mà không ngờ là Jenna cũng biến về được khoảng 6 giây rồi. Thành ra là cái pha cuối lao vào chúng ta không hạ được Jenna. Rồi, nhưng mà không sao, không ăn được Jenna, chúng ta sẽ ưu tiên đẩy trụ. Và một cái phát lôi điểu của Tulen cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Tạm thời là chưa lên bản đếm số. Và mình cũng sẽ hồi phục luôn lên cái con Caesar để hạn chế cái việc biến về của vị tướng Ryoma. Và cuối cùng đến với chiêu cuối của vị tướng Ryoma có tên là loạn trảm. Một chiêu thức bản nâng cấp update Max Pro của cái chiêu 2 liên kích của vị tướng Zephyr. Với chiêu thức loạn trảm thì vị tướng Ryoma sẽ gây sát thương liên tục lên mục tiêu mà anh em tấn công. Nếu mà lên tướng địch thì sẽ được hồi phục, còn lên quái rừng cũng sẽ được hồi phục, nhưng mà chỉ số hồi phục nó sẽ giảm một nửa so với lên tướng địch. Có nghĩa là thí dụ anh em sử dụng chiêu cuối lên tướng địch nó sẽ là hồi phục khoảng 100 đi, thì lên quái rừng nó chỉ hồi phục 50 mà thôi. Ngoài ra chiêu cuối của vị tướng Ryoma thì cũng có thể bị ngắt nếu anh em di chuyển. Thành ra là khi anh em sử dụng chiêu cuối chúng ta hạn chế một nút di chuyển nhé, để tránh cái việc là chúng ta đang chọc được khoảng một nhịp thì đã bị ngắt rồi, nó cũng sẽ rất là phí. Đó, và tổng quan qua thì chúng ta cũng thể rút ra cái lối combo cho vị tướng Ryoma. Đó, khi chơi thì combo chuẩn mình hay dùng nó sẽ là đánh thường, chiêu 2 và chiêu cuối. Còn chiêu 1 thì anh em sẽ chủ động dùng trong trường hợp mà chúng ta muốn áp sát tướng địch hay là muốn chạy thoát thì mình nghĩ sẽ là ổn hơn. Tầm này thì không biết là Flo có muốn ở lại outplay không nhỉ? Mình đang thấy một cái tín hiệu chắc là biến về thôi. Và mình cũng sẽ đánh với vị tướng Jenna này nha. Nó rỉa rỉa một tí, vừa đánh vừa chạy anh em nhé, chúng ta sẽ không khô máu. Tại vì những cái pha nào mà anh em cảm giác là chúng ta ăn được, chúng ta trên kèo chúng ta mới ở lại ăn. Còn không thì lối đánh sẽ là anh em cứ đánh thường này, rỉa chiêu 2, rỉa chiêu cuối, dùng chiêu 1, chạy ngược lại. Có nghĩa là tạo một khoảng cách an toàn với đối phương. Và đợi một lúc khi nào mà chúng ta hồi chiêu 2 và chiêu cuối rồi, chúng ta lại áp sát lao lên tiếp. Anh em cứ rỉa thế khoảng vài lần thôi thì tướng địch nó sẽ bị tụt máu rất là nhanh. Đó là đối với những kẻ địch mà trâu máu kiểu như là đấu sĩ hay là tanker. Còn kèo này thì chúng ta đối đầu với Nakroth hay là vị tướng Jenna thì đây là chất tướng máu tương đối mỏng. Thành ra là mình thường thường nếu mà xanh hơn ấy, chỉ cần combo một lần là chúng ta cũng đã thể ăn được rồi, chứ không cần phải đến là nhịp rỉa thứ hai là nhịp rỉa thứ ba. Team mình bây giờ thì cũng đang có những cái hướng combat ở đường mid và mình cũng sẽ tranh thủ ăn rồng được không nhỉ? Tầm 3 giây nữa chúng ta mới hết cái nội tại. Nó tranh thủ là bây giờ chúng ta sẽ hết nội tại, chúng ta ăn rồng luôn. Và mong rằng là team bạn không biết, tại vì những cái pha ăn rồng như thế này thì nó lại mang cái tính chất nguy hiểm hơi cao anh em nhé, nếu mà không có team hỗ trợ. Nhưng mà team mình lên bảng hết 3 người rồi, thành ra là cũng sẽ khá là nguy hiểm. Rồi sẽ ăn cái trụ này và sau đó tạo một cái thế đẩy cho team của mình. Trong quá trình đi rừng thì ở đây mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em thêm một cái mẹo. Đó chính là trong cái việc anh em đi rừng ấy mà chẳng may mà chúng ta chưa combat kịp mà team của chúng ta lên bảng điểm số như cái pha này chẳng hạn, thì thay vì ăn rồng thì chúng ta sẽ ưu tiên đẩy 2 đường lính còn lại anh em nhé. Hoặc là ít nhất là cứ đẩy lính thôi để ép team bạn sẽ phải biến về, đép lính và hạn chế ăn con rồng một mình. Nó tầm này thì team mình chuẩn bị ra, thế nên là mình cũng sẽ tranh thủ ăn rồng. Nó team bạn thì cũng ở mid rồi, thật ra tầm này ăn rồng thì thực sự là cũng vẫn là nguy hiểm. Nhưng mà thôi liều anh em. Đó, team bạn lên chúng ta lại lui, còn nếu mà không lên thì chúng ta lại tiếp tục ăn. Đó, tầm này lên thì lại lui. Nói chung là chúng ta sẽ tùy theo tình hình nha anh em nhé. Team đánh thế nào chúng ta sẽ nương theo đấy, và mình cũng sẽ canh cái nhịp này để trừng trị con rồng. Không biết là kịp không nhưng mà khả năng sẽ là kịp khi có một cái pha hất tung rất là chính xác. Đến từ dòng ánh sáng hất tung Nakroth đúng cái thời điểm mà con rồng thấp máu. Và ăn xong cái turn này thì mình nghĩ ăn xong con quái rừng này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ xuống đường dưới chúng ta đép thôi. Đối đầu với Jenna, một con bài khá là khó chịu, tầm này thì cả hai bằng cấp nhau rồi. Nó rỉa, sau chúng ta lại chạy bằng chiêu 1. Và Jenna thì cũng đã dùng tứ nguyệt trảm lách ra đằng sau, né được cái tụ nguyệt trảm của vị tướng Jenna, và chúng ta có một cái mạng truyền thuyết. Đó, 5-0 ở tầm phút thứ 9. Còn về lối trang bị ngày hôm nay của mình dành cho vị tướng Ryoma thì mình cũng sẽ để dưới màn hình nha. Với phương án trang bị ngày hôm nay thì sẽ là chủ yếu đối đầu với những đội máu mỏng. Còn nếu anh em gặp trận nào mà gặp team trâu quá, chúng ta cũng thể cân nhắc lên phía Muramasa thay vào slot thứ 3. Đó, còn anh em nào mà đi đường thì cũng lên như thế này thôi. Chẳng qua là chúng ta bỏ đi kiếm chi hồn. Và thêm đó là một cái món trang bị mang cái tính chất phòng thủ. hay vào bằng huân chương choi thì theo cá nhân mình nó cũng rất là ổn. Còn nếu anh em nào mới chơi thì anh em cũng có thể lưu cái lối trang bị này nhé, mình sẽ đọc ở đây thôi, tại vì mình cũng quên không edit lối trang bị này. Đó, trang bị đầu tiên nếu anh em mới chơi, kiểu như là chúng ta đi đường và mới chơi nhé, thì chúng ta sẽ lên một là giày kiên cường, 2 thương long, 3 áo choàng băng, 4 là cái huân chương choi, 5 là cái nanh phân rít và 6 là giáp hồi sinh. Còn nếu anh em nào mà mới tập chơi mà chúng ta muốn đi rừng thì anh em cũng lên như mình như thế này, nhưng mà ở slot đầu anh em thay bằng dìu Leviathan, và ở slot thứ tư chúng ta sẽ thay từ cái phước kiếm trở thành giáp băng hay áo choàng băng, thì theo cá nhân mình sẽ ổn hơn rất là nhiều cho vị tướng Ryoma. Rồi tầm này thì lại ăn Jenna một cách rất là dễ dàng, và mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ đẩy và chúng ta win luôn thôi, tại vì tầm này team bạn cũng đang khá là yếu rồi. Tranh thủ những cái tên lính này và chúng ta win sớm, tại vì tầm giai đoạn cuối trận thì team bạn có một cái chất tướng đó chính là Teonat. Chất tướng này thì tay dài và bắn tương đối là đau, thế nên cũng khá là khó nếu mà chúng ta kéo về lết. Còn về phù hiệu cho vị tướng Ryoma thì chúng ta sẽ sử dụng ưu tiên là ma chú anh em nhé, nó thì mình nghĩ sẽ khỏe hơn và kết hợp với ma hỏa cường công, còn phụ sẽ là băng xương và thợ săn. Và mình cũng đang tìm góc để mình bắt vị tướng Teonat, và có góc đẹp rồi chúng ta sẽ lao vào tấn công. Nhưng Teonat hơi tiếc là vẫn chạy được, và đấy chỉ là chọc được vào vị trí của Maloch mà thôi. Kể ra nếu anh em mà đi đường chúng ta có thêm cái tốc biến thì mình nghĩ là những cái pha truy bắt như vậy nó cũng sẽ được hiệu quả hơn. Tầm này thì chắc là không băng anh em nhé, băng là hơi nguy hiểm, nó Teonat bắn tương đối đau. Ô, pha này chúng ta lại không đỡ được cho anh bạn Infinite rồi. Và clip của mình về vị tướng Ryoma ở trong mùa giải S2 2024 thì đây là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nghe nào thấy cho mọi để lại một like đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục giao khác hơn nha. Và lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.